nhìn kìa, mấy trái táo này ngon quá. Chị lấy cho tôi một rổ táo nha chị. Cảm ơn chị, có vẻ như nhà chị rất thích ăn táo ha. Trước giờ tôi chỉ biết cha nuôi thích ăn táo thôi. Con bé không chỉ thích táo đâu, nó thích tất cả những gì có thể ăn được. Hôm nay cha đu không đi cùng chị sao? Nhớ. Con bé bận luyện tập cho chương trình tài năng. Nếu học hành mà nó cũng chăm như vậy thì tốt quá. Vậy sao? Tôi sẽ đi xem con bé diễn. Năm ngoái con bé nhảy giỏi ơi là giỏi, tôi coi là mê quá trời luôn. Chắc ở trong trường con bé nổi tiếng lắm hả? Mình đi mua trái cây hay nói chuyện về chị vậy hả mẹ? Con là em gái của cha đu có phải không? Tên của con là gì vậy hả? Dạ phải, con là Mimi đó cô. Nhìn con không giống cha đu lắm. Vậy nha, tôi đi chợ tiếp đây. Lần trước mình đã nói tên rồi, vậy mà cũng còn hỏi lại. Mẹ cha đu khỏe không chị? Mẹ cha đu, hôm nay cá về ngon lắm nè. Ôi trời. Hôm nay cha đu không đi với chị sao? Mẹ ơi, mấy cô chú có từng gọi mẹ là mẹ Mimi thay vì là mẹ cha đu không? Sao vậy? Con buồn khi mọi người gọi mẹ là mẹ cha đu sao? Đâu có, con có buồn gì đâu. Em gái của cha đu, Mimi. Một, hai, ba, bốn. Mimi không? Cái này... Em còn nhỏ lắm, vẫn chưa sẵn sàng có bạn trai đâu. Em có thể đưa cái này cho chị em giùm anh được không hả? Không, mình không bao giờ muốn học cùng trường với chị cha đâu đâu. Có chân. Mimi nè, em là em của cha đu có phải không? Cô vẫn còn thuốc mỡ lần trước cha đu dùng đó. Lúc nào cũng cha đu, mình chán và mệt lắm rồi. Mimi ơi, em có sao không? Cô ơi cô, em không có giống chị của em đâu. Em là Mimi, mọi người đừng gắn tên em chung với cha đu nữa. Mimi à, em ấy bị làm sao vậy chứ? Con là chị Dân Hui có phải không? Dạ, con chào cô. Hôm nay con không đi chung với Dân Hui hả? Dạ phải, hôm nay em ấy đi thi toán rồi cô ơi. Thật vậy sao? Có đứa em thông minh vậy con chắc hãnh diện lắm. Đúng vậy, nếu bây giờ mình nổi tiếng hơn chị cha đu thì... Con là chị Mimi đó sao? Tên con là gì vậy? Dạ con tên là cha đu. Phải rồi ha, chị của Mimi tên là cha đu. Vậy mà cô cứ quên hoài à. Chị của Mimi hả? Con muốn mua táo không con? Hôm nay Mimi không đi với con sao? Con bé là chị của Mimi đó. Mimi đâu rồi con? Mimi. Mình nhất định
sẽ nổi tiếng hơn chị. Và mình sẽ làm cho mọi người phải nhớ tới tên của mình mới được. Mimi ơi. Ủa, em ấy đi đâu rồi? Ôi trời, hôm nay con làm bài tập xong sớm vậy hả? Mẹ ơi, Mimi đi đâu rồi mẹ? Ôi, con bé nói là nó ra ngoài với bạn rồi. Ra ngoài với bạn? Mimi đang bị thương thì có thể đi đâu được? Chị ơi, hôm nay em thật sự vui lắm luôn. Hôm nay chị cũng vui hơn chị đã tưởng tượng luôn á. Chào chị, ngày mai gặp lại chị ha. Em làm gì ở nhà của anh Huy vậy hả? Trời mây mây. Chị Shadow, chị đang làm gì ở đây vậy? Câu này chị phải hỏi em mới đúng đó. Em cũng có cuộc sống riêng mà. Chị cứ lo cho cuộc sống của chị đi. Vậy tại sao cuộc sống riêng của em lại liên quan tới anh Huy? Em, bộ em không biết bạn đó hay chọc phá chị hay sao? Đó là vấn đề của chị mà. Và không có nghĩa là em phải ghét chị ấy, hiểu không? Chị em nói gì hả Mimi? Em đang giỡn chơi với chị sao? Hôm nay em bị gì mà cư xử lạ vậy? Mau đứng lại cho chị đi. Hả? Bây giờ hai người đó đi chơi chung với nhau luôn. Ngày mai gặp lại nha. Mình đi thôi. Dạ. Xin chào các em học sinh thân mến. Điều mà các em đang mong chờ sắp đến rồi đây. Chương trình tài năng sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều thí sinh tài năng sẽ trình diễn những tiết mục vô cùng tuyệt vời. Các em hãy từ từ thưởng thức nha. Shadow ơi, nhìn bạn tuyệt vời quá đi. Cũng y như mọi năm thôi mà. Shadow ơi, tiếp theo là tiết mục của em đó, chuẩn bị đi nghe. Dạ, em biết rồi thưa thầy. Mọi người xin hãy chú ý, tiết mục tiếp theo sẽ là trôi Shadow qua phần trình diễn nhảy đường phố. Có chuyện gì vậy? Shadow sao lạ quá à? Làm sao vậy? Shadow à, sao bạn diễn kỳ cục vậy? Và tiếp theo sau đây là phần trình diễn múa ba lê tuyệt vời của Choi Mimi. Hả? Tới lượt của Mimi rồi kìa. Bạn chơi với em của mình thì cũng được thôi, nhưng đừng để hành vi của bạn làm ảnh hưởng tới em ấy. Cái gì? Chẳng qua mình thấy em ấy quá tội nghiệp cho nên mà giúp đỡ thôi. Bạn đang nói cái gì vậy hả? Mimi muốn đạt giải nhất trong cuộc thi tài năng nên em ấy đã nhờ mình dạy múa ba lê đó. Chuyện này nghe vô lý hết sức. Mimi có bao giờ quan tâm tới những thứ đó đâu. Cái này là do bạn nghĩ vậy thôi. Em ấy quá mệt mỏi với việc mọi người luôn gọi mình là em gái của Shadow rồi, nên em ấy muốn nổi tiếng hơn bạn. Bạn nói thật sao? Lúc mới nghe mình còn thấy mắc cười, nhưng Mimi rất nghiêm túc. Con bé chăm chỉ luyện tập tới nỗi chân sưng hết lên. Mình hoàn toàn không biết gì hết. Không ngờ con bé buồn tới vậy.
giỏi hơn cha đu luôn. Giỏi hơn rất nhiều nữa là đằng khác. Mọi người, ngay bây giờ tôi sẽ công bố giải thưởng mà các em đã bình chọn. Giải nhất đã thuộc về thí sinh Trôi Mây Mây. Ôi trời ơi, mấy trái táo này nhìn ngon quá. Chị cho tôi một rổ táo nha. Ôi trời, là con hả Mimi? Hôm bữa cô có đi coi con diễn nè, rất tuyệt vời. Dạ, con cảm ơn. Công nhận nha, chị có mấy đứa con gái tài năng ghê vậy đó. Mimi à, con đem về chia với chị con đi nha. Chị ăn trái bự hơn đi. Được rồi, chị nhường trái bự cho em. Không đâu, chị cứ cầm lấy đi. Ủa, cuốn sách khoa học của mình đâu rồi? Cha Đu nè, có khi nào bạn để quên ở phòng thí nghiệm không? À, đúng rồi ha. Có bể cá kìa. Wow, nhìn chúng đẹp quá à. Giải phẫu sao? Mấy đứa nhanh lên đi. Chào em. Anh muốn hỏi là em đang làm gì ở đây vậy? Dạ. Thì em đang cố gắng bắt mấy con cá này nè anh. Vậy em sẽ làm gì với chúng? Em không thể nào đứng yên mà nhìn mấy con cá dễ thương này bị giải phẫu được đâu. Em phải giúp chúng tới một chỗ khác, nếu không chúng sẽ chết mất. Mà nè, em tên gì vậy? Mà em đang học ở lớp nào? Hả? Em tên là Choi Cha Du, hiện đang học lớp 3. Rất vui được làm quen với em. Anh tên là Romy. Anh sẽ giúp em giải cứu những con cá này, nên em đừng lo nha. Vì anh không thể để đôi tay nhỏ bé dễ thương này bị hôi mùi cá được. Choi Cha Du à, em thật là dễ thương. Cha Du ơi, nãy giờ có một người có đi hỏi thăm về bạn kia kìa. Bạn mau ra gặp người ấy đi, nhanh lên. Chào Cha Đu, là anh đây nè. Em có muốn giữ chúng không? Có phải là mấy con cá ở trong phòng thí nghiệm hôm qua không anh? Đúng vậy. Anh sẽ không giải phẫu chúng đâu. Anh còn đặt cho chúng những cái tên rất hay nữa. Chúng tên là Cha Đu. Ngày mai em có muốn đi cùng với anh mua thức ăn cho cá hay không Cha Đu? Hỏi, anh ấy chính là học sinh nổi tiếng nhất trường của chúng ta đó. Anh ấy đẹp trai nè, cao ráo nè, thông minh và còn rất giàu nữa. Lần đầu tiên mình biết anh ấy luôn đó. Bởi vì bạn lúc nào cũng chỉ quan tâm tới bóng đá thôi nên mới không biết. Anh ấy không cần mấy con cá đó nữa mới cho bạn, chứ có chuyện gì to tát đâu. Nhưng mà anh ấy rủ mình ngày mai cùng anh ấy đi mua thức ăn cho cá. Mình có nên đi không ta? Mình ghen tị với bạn quá à. Hai người hẹn sẽ gặp nhau ở đâu vậy? Thật đáng ghét. Anh ấy là mẫu người mình khó mà giới tới được. Cha Đu ơi, hãy thử bộ này đi. Bộ này nhìn có vẻ nữ tính quá Minji à. Nhưng mà mình rất là thích nó đó. Bạn thử cái này nữa nè. Mình nghĩ nó sẽ rất hợp với bạn đó. À, đẹp quá à. Mỗi lần ăn thịt nướng xong, môi của mình cũng giống y như vậy luôn đó.
Chadu nè, bạn không thể để chảy nước dãi như vậy trước mặt Romy đâu. Chadu ơi. Ủa, anh ấy tới rồi. Dạ con xin phép đi đây. Hả? Cô bé đó là ai mà vào nhà mình vậy? Ồ, Chadu nè, chúng ta chơi thử cái này nha. Hả? Em cũng muốn thử một lần đó. Ôi trời, em không thể điều khiển được sức mạnh của em nữa. Càng hiểu thêm về Chadu, anh càng thích em nhiều hơn. Dính miệng kìa. Để anh gọi thêm cho em 3 phần nữa nha. Em nghĩ là anh kêu thêm 5 phần nữa thì sẽ hay hơn đó. Em không sao chứ? Em không sao hết. Phải công nhận thời gian trôi qua nhanh quá. Anh muốn ở bên cạnh em lâu hơn một chút. Bây giờ đã trễ lắm rồi, mẹ của em sẽ tức giận cho con. Anh ước gì anh biết em sớm hơn Chadu à. Hôm nay chúng ta đã có khoảng thời gian thật là tuyệt vời. Hả? Đó là Chadu mà. Em cũng thiệt là, sao em ở nhà mà lại không ngăn cản Chadu chứ? Có chuyện gì mà anh nóng quá vậy? Anh vừa đi về đã thấy Chadu hẹn hò với con trai của bác Sơn Ri ngay trước nhà mình. Cái gì? Anh đang nói giỡn hả? Ê, giỡn gì chứ, tên bác Sơn Ri độc ác đó. Ông xã à, anh nói lần này chắc chắn anh sẽ được thăng chức mà. Là do bác Sơn Ri, anh ta đã cướp dự án của anh rồi biến nó thành dự án của mình đi tranh công với sếp. Chính vì có dự án đó mà anh ta đã được thăng chức. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Nhưng mà ba ơi, đó không phải là lỗi của anh Romy mà. Anh Romy không hề làm chuyện gì sai hết. Đủ rồi, từ giờ con không được gặp bạn ấy nữa. Chị nghe lời của mẹ đi chị Chadu à. Không thích, chị sẽ vẫn gặp anh ấy. Chắc gì sau này anh ấy sẽ cưới chị chứ. Thì chị cưới anh ấy là được thôi. Cái gì? Tụi con thật sự rất thích nhau, chuyện này cũng có thể xảy ra mà. Xin chào, có phải Chadu nghe máy không ạ? Chadu đang ở kế bên cô, nhưng hiện giờ không thể nghe điện thoại được. Anh Romy ơi. Là anh đây, Chadu à. Chị ơi, nếu như chị cứ như vậy, ba mẹ sẽ tức giận đó. Em đang làm gì vậy hả Mimi? Mẹ đã hứa sẽ tăng tiền tiêu vặt. Nếu em có thể thành công làm cho chị không gặp anh ấy nữa. Tại sao anh Romy lại phải là con trai của ông Park vậy không biết nữa. Chadu ơi. Hôm nay anh chạy tới tận đây là gì? Anh có một chuyện muốn báo cho em biết đó. Chadu à, em nhìn nè, anh nhận được giải nhất trong cuộc thi sáng chế. Anh thật giỏi quá. Cũng nhờ có em mà anh đã chăm chỉ hơn. Anh còn viết một bài thơ dành riêng cho em nữa nè. Em có muốn nghe thử không? Dạ có, em sẵn sàng nghe rồi đây. Romy chỉ là chú cá tung tăng, Chadu là nước giúp cá kia được thỏa thích vẫy vùng. Nếu một ngày nước không còn nữa, cá kia không thở được, trái tim sẽ chôn cùng nước luôn. Anh Romy ơi. Chadu ơi. Các con đang đóng phim hả? Mẹ ơi mẹ, xin mẹ đừng ngăn cản tụi con nữa mà. Con đừng có mơ nữa. Chadu ơi, anh không sao đâu mà. Mình nói nghe nè Minchi, mình đã suy nghĩ chuyện này rất là lâu rồi.
hãy đưa cái này cho anh Romy giùm mình được không? Cha Đu à, đã trễ hơn một tiếng rồi. Cha Đu ơi, em đã tới rồi. Em tới đây là để nói với anh một chuyện. Cha Đu à, anh Romy, cái nhẫn đó em có thích nó không? Cha Đu, chúng ta hãy mãi mãi bên nhau nha. Anh Romy, anh thật sự. Nhưng mà em không muốn đâu. Sao vậy Cha Đu? Cha Đu ơi. Minh Chi hả? Có một chuyện này mình nghĩ bạn cần phải biết. Có chuyện gì vậy hả Minh Chi? Anh Romy thắng giải thưởng ở cuộc thi sáng chế là do anh ấy đã ăn cắp. Sáng chế đó là bài thi của một thí sinh khác đó Cha Đu. Mình nghe được chuyện này khi đến đưa thư cho anh ấy đó. Hả? Bạn nói cái gì chứ? Tại sao anh có thể làm một chuyện như vậy hả? Cha Đu à, anh chỉ muốn làm em vui thôi mà. Em đã thực sự hy vọng đó không phải là sự thật. Cha Đu à, xin hãy nghe anh giải thích đi mà. Em rất thất vọng về anh. Nhưng mà tình cảm của em dành cho anh lại là thật. Anh Romy à, bạn ấy trả lại cho anh cái này nè. Vậy sao? Cảm ơn em nha Minchi. Thời gian qua bạn ấy đã chăm sóc chúng rất là tốt. Sẽ có một ngày anh sẽ đến bên em một lần nữa. Cha Đu à, anh đi làm đi, chúc em đi làm gặp nhiều may mắn. Ôi, em cũng không biết nữa, đã ở nhà lâu quá rồi, bây giờ đi làm lại em cảm thấy rất bối rối. Chuyện gì vậy? Mẹ sẽ đi làm lại sao? Tại sao chứ mẹ? Bà Bi cũng sắp tới ngày đi học rồi, và con cũng sắp vào học viện nữa. Có cháy kìa, có cháy kìa. Bi bồ, bi bồ. Con đang hát bài chủ đề về lửa hả? Ôi, nhưng sao bà lại ngửi thấy mùi khét ta? Hay là em vô kịp. Sẽ chút nữa thì tiêu. Thưa anh, mẹ, đi làm đây. Khoan đã Cha Đu, con nói là con cần tiền để đóng tiền đi giả ngoại có đúng không? Gì vậy? Hôm qua mẹ đã cho mình rồi mà, không thể nào mẹ lại quên nhanh như vậy được. Mẹ đang thử mình sao? Nếu mẹ lỡ quên chưa đưa cho con, ít nhất con cũng nên nhắc mẹ một tiếng chứ. Mình nên làm gì đây, nên làm gì đây? Nói sự thật hay nên im luôn, khó nghĩ quá. Bạn hỏi mấy câu đó làm chi cho mệt vậy? Lâu lâu mới may mắn có cơ hội như vậy thì phải im đi chứ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Thưa mẹ con đi học quá. Nè Cha Đu à, bộ bạn có tin vui hả? Rất là vui luôn. Từ hôm nay mẹ của mình sẽ bắt đầu đi làm lại. Cái gì? Sao tin đó lại vui chứ? Sao lại vui hả? Vì bây giờ mẹ không có nhà, mình có thể ăn giặt và bày bừa thoải mái luôn. Vấn đề là mẹ đã cho mình tiền đóng đi giả ngoại rồi, nhưng bận quá nên mẹ quên và cho thêm một lần nữa. Cứ chờ đi, bạn sẽ không vui lâu nữa đâu. Tại sao chứ? Mình rất thích mẹ mình đi làm mà. Thì mẹ mình cũng đi làm nên mình biết nè. Mình chỉ ước gì mẹ mình ở nhà thôi. Trời ơi, thiệt là bạn bám mẹ tới vậy sao? Hay, từ từ rồi bạn sẽ hiểu được ý của mình thôi. Lúc đó đừng có khóc. Mẹ ơi, con
về rồi. Sao mà trong nhà yên ắng quá vậy? Mọi thứ thật là trống rỗng, kỳ lạ ghê. Mẹ vẫn chưa về đâu chị ơi. Phải rồi ha, hôm nay là ngày đầu tiên mẹ đi làm lại mà. Chị ơi, chơi trò xe lửa với em đi chị. Nè, bỏ chị ra, chị còn phải đi coi tivi và ăn đồ ăn vặt nữa. Nhưng mà em thấy chán quá. Dạ, tôi xin lỗi quý khách. Chị gì ơi, chị có thể nhanh hơn không? À, dạ đây, à, xin lỗi đã để chị đợi. Ủa, sao không có ống hút? Và còn tiền thối nữa chứ. À, dạ phải hả? Nó đâu rồi ta? Thật sự xin lỗi quý khách. Thiệt là sao chị chậm chạp quá vậy? Chắc mình phải trả tiền để đền mớ hàng này. Chào giám đốc, anh đi cẩn thận ạ. Hả, quản lý Jun, đi uống với tôi một ly không? Sao, hôm nay anh không về sớm nữa hả? Vợ của tôi đã bắt đầu đi làm lại, cho nên bây giờ tôi tự do rồi. Yeah. Oh yeah. Hey, cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Dù ngày mai có như thế nào. Mẹ mấy đứa chị. Chào mẹ đi làm mới về. Vợ ơi, ngày đầu đi làm như thế nào? Cũng tạm ổn. À, em đã để quên chìa khóa trên xe hàng rồi. Mẹ ơi, chứ tay mẹ đang cầm cái gì vậy? Hả? Nó đây hả? Trời ơi, dạo này mẹ thật là đáng trí quá đi. Mẹ đi làm như vậy thật là tốt, đúng không các em? Mấy đứa nè, dù mẹ không có nhà nhưng các con cũng không nên xem tivi suốt như vậy. Ba nữa đó, dù mẹ không có nhà nhưng mỗi ngày ba cũng không nên về trễ như vậy. Mẹ ơi, mẹ tắm cho con đi. Hôm nay người con dơ lắm luôn á. Ôi trời, hôm nay mẹ mệt lắm. Bây giờ còn đau nhức khắp người đây nè. Để bữa khác nha. Hôm nay luôn đi mà mẹ. Thôi được rồi, nhưng mẹ chỉ rửa mặt cho con thôi đó. Hả? Cái đống lộn xộn này là gì đây? Mẹ biết ngay mà, nhà mình không thể nào sạch sẽ như vậy được. Bà xã, hôm nay em mệt lắm hả? Hôm nay anh đã đi uống hả? Đúng là không thể nào tin được mà. Tại sao anh không chịu về sớm hơn và tắm cho Barbie giùm em chứ? Thì lâu lâu anh mới đi mà. Chuyện này không thể chấp nhận được. Em đã phải làm việc vất vả để có thêm tiền sinh hoạt vậy mà. Ngày mai em còn phải dậy sớm để đi làm nữa chứ. Cha con mấy người tự giải quyết với nhau đi. Bà xã. Thiệt là không thể tin là mình lại có thể bị căng thẳng tới như vậy. Cố lên, hãy làm tất cả vì gia đình. Nan Hian à. Barbie à, mẹ con đã đi làm từ sớm rồi. Ba ơi, ba có thấy đồ cột tóc của con không? Ba ơi, ba có thấy bộ cái công chúa của con đâu không? Chị Shadow ơi, em thấy nhớ mẹ quá. Mẹ đâu rồi chị, chừng nào mẹ mới về? Hả? Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, chúng ta phải nhanh lên thì mới kịp đó. Chúng ta sẽ trễ mất, phải nhanh lên thôi.
Nè Chadu, bạn có chuyện gì sao? Hôm nay mình thấy bạn hốc hác quá à. Đã vậy, bạn còn đang mặc bộ đồ cũ của hôm qua nữa kìa. Công nhận, trong cuộc sống của trẻ con thì không thể nào thiếu bóng dáng người mẹ được. Bạn đang nói về cái gì vậy? Thấy chưa, mình nói với bạn rồi mà. Mẹ đi làm không phải là chuyện sung sướng gì đâu. Sao cũng được hả? Đây chỉ là đồ ăn giặt thôi mà. Mình muốn ăn cơm trưa kìa. Trời ơi, thiệt là khó chịu quá đi. Cái lưng của tôi, dậy sớm làm việc đúng là mệt mà. Các con ơi, ba về rồi đây. Ồ, mà con trai của ba đâu rồi? Em ở trong phòng á ba. Ba về rồi nè, Barbie ơi. Hả? Không có ở đây. Barbie ơi, Barbie ơi. Ba, giờ nhắc mới nhớ từ lúc về nhà con đã không thấy em ấy đâu rồi. Con cũng vậy. À, con không thấy cặp đi học của em đâu hết. À, cái gì? Không lẽ Barbie vẫn chưa về nhà sao? Hả? Phải gọi cảnh sát thôi. Cảnh sát phải không? Dạ, tôi muốn báo án. Barbie sao rồi? Đã tìm thấy con chưa? Tụi anh vẫn đang đi tìm đây. Rốt cuộc thì ở nhà trẻ xảy ra chuyện gì? Là vậy. Mẹ ơi! Sơn Ghi à, đó là mẹ của con sao? Dạ, mẹ con kia kìa. À, đúng là mẹ con rồi. Dạ, chào cô, con về. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Em thậm chí còn không nhớ là mình có đi ngang qua nhà trẻ của Barbie nữa chứ. Tại sao em không báo cho nhà trẻ biết trước để họ giữ Barbie lại? Thật ra là em định nhờ Chadu đến đón con giùm em, nhưng cuối cùng em lại quên mất. Cái gì? Vậy là Barbie mất tính thiệt hả mẹ? Tất cả là lỗi tại em, Barbie ơi. Em đừng tự trách mình nữa. Barbie. Bây giờ chúng ta tập trung đi tìm con thôi. Barbie ơi! Em đang ở đây. Tôi đang ở đây. Barbie à? Anh có nhìn thấy đứa trẻ trong hình không? Nó là đứa con nhỏ nhất của tôi đó. Barbie ơi! Barbie ơi! Barbie ơi! Bên này không có, chỗ hai người thì sao? Tất cả là lỗi tại mẹ. Chỉ vì đi làm mà đã bỏ bê các con không chăm sóc. Không phải đâu mẹ ơi, đây là lỗi tại con. Con thậm chí còn không biết là em mất tích. Không đâu Chadu à, tất cả là tại mẹ hết. Mẹ ơi. Chadu. Đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu. Rồi chúng ta sẽ tìm thấy Barbie thôi. Mọi người coi nó có phải là Barbie không? Barbie ơi. Barbie ơi, tại sao con lại ở đây vậy? Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá chừng luôn. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nha. Con xin lỗi mẹ, từ giờ mỗi ngày con sẽ chơi xe lửa với em ấy 10 phút. Trời ơi, chắc là con đói lắm có đúng không? Mau về nhà ăn tối thôi. Lên đây, mẹ cõng con về. Dạ không sao đâu, con đã lớn rồi mà mẹ. Con có thể tự đi được, chúng ta về nhà thôi. Barbie ơi. Có chuyện gì vậy? Bà xã vất vả cho em quá rồi. Em xin lỗi, anh và các con đã yêu quý em như vậy, nhưng em đã làm cho mọi thứ rối tung lên hết. Bây giờ anh có một chuyện này muốn em làm. Trước mắt em hãy khoan đi làm cái đã, chờ cho Barbie lớn hơn một chút nữa rồi tính. Nhưng anh à, chúng ta sống tiết kiệm một chút. Có em bên cạnh các con, anh cũng sẽ yên tâm để tập trung làm việc hơn. Ông xã ơi, em cảm ơn anh. Thương
làm đi. Shadow nè, con có gì muốn nói với mẹ không? Về chuyện gì vậy mẹ? Chắc là mẹ đang định cho bạn tiền đi giả ngoại lần nữa đó. Bạn không được lấy nữa đâu đó. Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Về chuyện tiền đi giả ngoại. Dạ, đúng rồi mẹ ơi. Con xòe tay ra làm gì vậy hả? Muốn nói dối nữa đúng không? Dạ, không, con có nói dối gì đâu. Cho cha đu, mẹ nói bữa mẹ nhớ nhầm nên đưa tiền cho con hai lần mà con vẫn lấy có đúng không? Chứ đâu phải tại con đâu, là mẹ đưa cho con mà. Con chỉ nhận những gì mà mẹ cho con thôi. Con mới nói cái gì đó? Mẹ ơi, ý của con là... Trời cha đu, con có biết làm như vậy là sai không? Mẹ ơi, con xin lỗi. Thiệt là sao ba về trễ quá vậy? Ba ơi, ba. Trời ơi, sao con biết ba về lúc nào mà chạy ra đây để đón ba vậy hả? Shadow à. Nè, khoan Shadow à. Shadow à. Shadow bánh mì. Thiệt là con thích đến vậy sao? Mẹ ơi, không đơn giản là thích thôi đâu, phải gọi là yêu mới đúng. Tình yêu với bánh mì kem của tiệm V của con đó. Bye ba, ba lại bị bỏ rơi nữa hả? Ê, chắc là vậy rồi. Còn anh nữa, sao lần nào nhận tiền thưởng anh cũng mua những cái bánh mì mắc tiền đó hết vậy? Anh còn dư bao nhiêu tiền nữa, đưa hết cho em. Rồi rồi, anh sẽ đưa cho em mà. Nó ở đây nè. Không phải vậy chứ, tại sao còn ít quá vậy? Tại hôm nay anh mua hơi nhiều bánh mì. Em đã nói với anh là chỉ nên mua một cái kem cho con thôi, tại sao lại mua bánh mì cho tụi nó chứ? Em mà, thì cũng mua cho các con ăn thôi mà. Ước gì mình được ăn bánh mì kem bự bằng cái nhà luôn. Lập tức đi về phòng học bài liền cho mẹ. Mẹ làm ổ bánh mì kem của con biến mất rồi. Shadow, con lên bàn ngồi học đàng hoàng đi, đau lưng bây giờ. Hôm qua con đã ăn nhiều lắm rồi, sao hôm nay vẫn còn mơ tưởng tới nó nữa? Con cũng đâu có biết đâu, chỉ thấy thèm thôi. Cái con bé này, không biết con giống ai mà lại xấu nết tới như vậy chứ. Con nghe nói con gái lớn lên sẽ giống mẹ đó. Mẹ ơi, mẹ tính làm món gì vậy? Mẹ của tụi con đã nấu ăn được hơn 30 năm rồi. Nếu con nghĩ mẹ chỉ có thể nấu cơm, vậy thì mẹ sẽ chứng minh cho con là con đã lầm rồi. Mẹ ơi, có phải mẹ tính làm bánh mì không? Đúng vậy, cứ chờ mà coi. Xong, bánh mì nóng hổi đây. Nhìn mấy cái bánh này ngon thiệt luôn. Khoan đã. Cứ từ từ, vẫn chưa tới lúc ăn đâu. Chị của con đâu rồi? Có ở trong phòng không? Gì vậy? Hôm nay mẹ làm bánh mì sao? Ngửi mùi là thấy không ngon lành gì hết rồi. Trời Shadow, con đứng lại đó cho mẹ. Có giỏi thì đừng quay về nhà nữa. Hôm mà nó chạy đi đâu vậy chứ? Con nghĩ chị Shadow chỉ có thể tới một nơi thôi, chính là ở chỗ đá đó mẹ. Trời Shadow, con đang ở đâu? Lập tức ra đây cho mẹ. Cái gì? Shadow đang ở đây sao? Tôi không biết là hôm nay con bé có đến đó. Cái con bé này, sao nó có thể ăn liên tục như vậy chứ? Shadow à, con tới rồi sao không vô trong? Chú có chuẩn bị bánh ngon cho con nè. Shadow ơi, đến tiệm bánh của chú nữa nè con. Hôm nay chú làm bánh mì cà phê, con có muốn thử không? Ủa kìa, nè cho Shadow. Bạn ăn gì vậy? Có ngon không?
Trời ơi, bánh mì kem của tiệm V ngon hết sảy luôn đó. Hôm nay có bánh mới hả Chadu? Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy nè? Mẹ ơi, thật ra là chị giỏi lắm luôn. Chadu chính là bánh mì. Bánh mì gì? Con đang nói gì vậy? Chadu bánh mì. Ý con là chuyên gia về bánh mì. Vì không ai có thể hiểu biết nhiều về bánh mì như chị Chadu hết á. À, cô là mẹ của bạn Chadu đúng không? Dạ, con chào cô. Chào con nha, Đanh Ghi. Lâu quá rồi không gặp con. Cô ơi, cô đang có việc gì ở gần đây hả? Thật ra cô đang đi tìm Chadu. Dạ, tức là Chadu đang ở quanh đây sao? Vậy thì hay quá, con sẽ tìm bạn ấy và gửi thư mời trước mới được. Con định gửi thư mời gì? Dạ là nhà con sắp mở tiệm bánh nên con muốn mời Chadu đến tiệm nhà con. Chadu giỏi lắm, nếu như bạn ấy ăn và thích bánh nhà con thì tiệm bánh chắc chắn sẽ nổi tiếng đó cô ạ. Cô nói Chadu đến nhà con nha, được không cô? Mẹ thấy chưa, con nói với mẹ chỉ là chuyên gia bánh mì mà. Mẹ bánh mẹ làm hôm nay vẫn chưa qua cửa của chị đâu. Chào mừng quý khách. Xin hỏi bánh kem ở đâu? Thì ra ở bên kia. Con muốn mua bánh kem hả? Tiệm đang có chương trình tặng 2 bánh mì kem cho bất kỳ khách hàng nào mua bánh kem đó. Con không quan tâm, con tới đây chỉ mua bánh kem, không phải vì bánh mì kem đâu, có hiểu không? Ồ, vậy sao? Xin chào quý khách. Hả? Đó chính là ba của Chadu mà. Xin chào, tôi đến rồi đây. Bánh hôm nay nhìn ngon quá cô ha. Dạ. Cái gì vậy? Cảm ơn cô nhiều, chúc cô một ngày tốt lành. Thôi tôi đi về đây. Kỳ vậy, sao chú ấy chỉ một cái túi ni lông không vậy? Bà ơi bà, tôi muốn mua 10 cái bánh mì kem. Gì chứ, chú ấy mua bánh mì lại đường bỏ vào túi của cửa hàng sao? Bà biết không, mấy đứa nhỏ nhà tôi thích bánh mì của bà lắm đó. Cười cơ, cái chú mua túi ni lông có mua bánh mì ở đây không vậy cơ? Con hỏi làm gì? Chuyện này rất quan trọng, con cần phải biết để xác nhận xem mọi người có bị lừa hay không. Ông ấy chưa từng mua ở đây. Trời đất, tin bất động trời. Cái gì? Ý bạn là thời gian qua tụi mình đã ăn và tung hô bánh mì đường phố rẻ tiền hả? Bạn vừa phải thôi nha, sao lại có thể bịa ra chuyện như vậy chứ? Anh Huy à, bạn có hiểu làm gì không? Nè, nếu mình mà nói sai, mình sẽ làm người hầu cho Chadu mãi mãi luôn. Bạn nói gì đi Chadu, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Phải nói gì đây, mình ăn thấy ngon thì nói với bạn là ngon, mình đâu có biết là nó là đồ rẻ tiền. Cái gì? Bạn đã nói bánh mì kem của tiệm V xứng đáng với cái giá cao. Bạn còn nói nó có đầy đủ hương vị nữa mà. Thì ý mình là... Đó, thấy chưa, mình biết ngay mà. Chadu thì làm sao có thể có khẩu vị thượng hạng được chứ. Anh chỉ mua bánh mì lề đường thôi, thì sao tiền còn dư lại ít như vậy hả? Chuyện đó thì... Thì cái gì? Anh nói mau. Có phải mẹ cũng nghĩ mình là đứa xấu xa không? Chào mấy bạn, cảm ơn mấy bạn đã đến. Xin chúc mừng gia đình bạn. Trời, không cần màu mè vậy đâu. Chào bạn Đan Ghi. Nhà, Chadu, bạn cũng đến hả? Chúc mừng nha. Tiệm bánh nhà bạn đẹp quá Đan Ghi à. Hàng dùng thử hả? Mình lấy một miếng nha. Bạn cứ tự nhiên. Mềm nhưng không hề bị bở mà lại còn rất dai nữa chứ. Trứng, kem và bơ hòa quyện với nhau cực kỳ hoàn hảo luôn. Cái bánh này thật sự ngon quá đi. Bánh mì này thật sự rất tuyệt vời. Thật vậy hả? Đợi ăn bánh kia xong mình sẽ ăn thử nó nha. Vậy cũng được. Mà thôi, giờ mình phải về rồi. Có gì tụi mình gặp nhau ở trường nha.
Thiệt là không biết tới chừng nào mới hết mưa nữa. Em mang dù tới cho anh rồi, xong việc thì xuống đây nha. Em đang đứng trước văn phòng. Ôi trời ơi, thì ra đây chính là chỗ mà anh ấy hay mua bánh mì về cho bọn nhỏ. Thiệt là sao cứ mưa hoài vậy không biết nữa. À, của bác nè. Bác ơi, trong cửa hàng còn dư một cây dù, bác có muốn mượn không? Ờ, không cần đâu, cô tặng tôi những ổ bánh mì này đó là quý quá lắm rồi. Hả? À, bác đừng bận tâm, bánh nướng này không được đẹp cho lắm nên không thể bày bán trong tiệm nên nhờ bác vậy. Họ đang nói cái gì vậy? Tôi không biết làm sao để trả ơn cho cô nữa. Cảm ơn nhiều lắm nha. Nếu bác cứ nói như vậy nữa thì tôi sẽ đi vô luôn đó. Chúc bác một ngày tốt lành nha. Bác ơi, cho tôi hỏi, số bánh mì kem này là cô ấy đưa cho bác hay sao? Trời, cô thấy rồi hả? Nhìn nó hơi xấu xí nhưng hương vị như của tiệm luôn. Mấy người đó nói gì, bánh mì này vẫn là ngon số một. Mùi cà phê aroma. Một tách cà phê cho ngày mới. Bánh mềm và xốp quá. Cái mùi gì mà hôi quá trời vậy? Rồi, sao hôm nay tự nhiên đi học sớm vậy không biết. Lát nữa mình sẽ mét với cô giáo nha mà coi. Cô đã nói cà phê không tốt cho quá trình trưởng thành của trẻ em rồi mà. Ăn cái này đi, rồi bạn sẽ thay đổi quyết định. Trời ơi, ai lại làm vậy chứ? Bạn không muốn ăn thì thôi, tại sao lại mang thức ăn đi như vậy hả? Bạn thiệt là, đây là bánh mì đã mua của nhà Dan Ghi đó. Cái gì? Đây là bánh của nhà Dan Ghi hả? Không sao, chỉ cần phủi cát đi là được mà. Dan Ghi, không phải mình cố tình quăng nó đi đâu. Chẳng qua là sáng nay mình mới ăn bánh mì xong. Nghe mắc cười quá đi. Bạn không ăn chỉ vì nó rẻ tiền chứ gì. Mình nói như vậy hồi nào. Dan Ghi ơi, bạn đưa bánh cho mình đi, tụi mình sẽ ăn mà. Không cần phải vậy đâu, nó bị dính cát quá nhiều rồi nên bỏ đi thôi. Mà nè, mấy bạn làm bài tập về nhà hết chưa? Bài khó quá nên mình vẫn chưa làm xong nữa. Các bạn phải nói sớm là bánh của nhà Dan Ghi chứ. Mình thích bạn. Cả lớp, lần này chúng ta sẽ thử viết một bài văn về mùa thu nha. Chắc là bạn ấy sẽ không để bụng đâu ha. Chuẩn bị thí nghiệm nha, các em đều mang dụng cụ thực hành chứ. Nhưng mà bạn ấy mang bánh bỏ vào thùng rác như vậy, chứng tỏ bạn ấy đang rất tức giận còn gì. Các em hãy tô màu cẩn thận nha. Tiết mỹ thuật là tiết học mà Dan Ghi thích nhất, nên chắc bạn ấy sẽ quên chuyện buổi sáng thôi. Nhưng mà gì vậy nè, tại sao mà lại lo lắng cho bạn ấy vậy chứ? Mà thôi, cứ mặc kệ đi. Chuyện có vậy thôi mà mình phải để ý để làm gì. Giờ mình sẽ không để ý bạn ấy nữa. Không được lãng phí thời gian vì những cái chuyện không đâu. Các em, Trên Su và Dân Hy muốn chia đều 7 cái bánh kem cho nhau, thì các bạn ấy phải làm như thế nào đây? Em biết, em biết. Chỉ cần bỏ một cái bánh kem đi là được. Trời cha đu. Đây là đáp án chính xác. Cuối cùng cũng tan học. Chỉ vì một hành động sai mà mình phải khó chịu cả một ngày luôn. Đúng là mình đã sai khi lỡ quăng bánh mì của bạn đi. Nhưng mà Dan Ghi ơi, tụi mình tới rồi nè. Bạn ấy tới để làm gì vậy? Bạn vào đi, Chadu. Trời ơi, bánh này ngon quá đi. Chắc bạn ấy sẽ đi nhanh thôi mà.
nè, sao hôm nay lại có nhiều bánh mì miễn phí vậy? Bạn cứ ăn thoải mái đi. Mẹ của mình đang nướng thử nhiều loại bánh mới, cho nên bánh để cho khách dùng thử còn nhiều. Nhưng mà mình ăn nhiều quá à, thấy có lỗi rồi. Hay là mình giúp bạn dọn dẹp tiệm bánh nha. Thôi mà không cần làm vậy đâu. Tụi mình là bạn bè nên đừng có ngại. Hay, bạn bè thì cũng phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Thôi mà, đã nói không sao mà. Coi bộ hai người đó vui vẻ quá. Hai người đó đang giỡn mặt với mình sao? Có phải bạn đang nghĩ là lố bịch không? Bạn đang nghĩ như vậy có đúng không? Mình biết mà. Ý bạn là gì? Thì đang nói bạn của bạn đó. Bạn không thấy nó tức cười sao? Tiệm bánh nhỏ như cái lỗ mũi lại còn dẫn mèo ra ra vào vào nữa chứ, không vệ sinh một chút nào hết. Họ hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của khách hàng. Có phải vậy không anh Huy? Bạn nói có lý. Mà nếu có đem mèo theo thì cũng không nên để nó ở trong tiệm bánh lâu tới như vậy. Bạn nói chính xác á. Đúng là trong lớp bạn chỉ có mỗi mình bạn là biết suy nghĩ thôi. À mà, bạn học ballet ở gần đây có phải không? Từ hôm nay mình cũng đăng ký học ở đó. Hay là tụi mình đi chung? Linh Chi ơi, mình mang Americano tới rồi nè. Thật xa, thích quá đi. Nhưng làm sao bây giờ mình không mua được bánh mì? Lúc mình đi tiệm bánh nhà Đan Ghi vẫn chưa mở cửa nữa, cho nên mình đã mua choco nè. Bạn tin ý quá đi. Bánh choco thì ăn lúc nào cũng hợp hết đó. Hầm. Mà mình thấy hơi lạ nha. Tiệm nhà Đan Ghi thường mở cửa sớm mà. Xin chào các bạn. Đan Ghi à, mặt của bạn bị làm sao vậy? Làm sao bây giờ? Ai đó đã tố cáo tiệm bánh nhà mình nên bây giờ tiệm bị đóng cửa rồi. Bạn nói cái gì? Tố cáo sao? Tố cáo? Gần đây đang có đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và người ta nói tiệm nhà mình không đảm bảo vệ sinh. Không thể nào. Rốt cuộc là ai đã làm cái chuyện thất đức đó vậy chứ? Cái này thì mình cũng không biết. Dù sao thì tiệm của nhà mình cũng bị buộc phải đóng cửa một thời gian rồi. Thiệt là ai đã làm chuyện như vậy chứ? Nè, Kim Nuri. Là bạn làm đúng không? Anh Huy, bạn nói cái gì vậy? Bạn làm mình hết hồn. Bạn đã tố cáo tiệm bánh nhà Đan Ghi chứ gì? Chính bạn đã làm chuyện đó, có đúng hay không? Thiệt là, mình tưởng có chuyện gì nữa. Phải, mình đã đi tố cáo gì mình cần phải làm như vậy. Mà bạn cũng mắc cười thiệt nha. Mới hôm bữa còn nói xấu hôm nay đó bên giật. Có phải gì giờ bạn ấy giống ăn xin không? Cái gì? Bạn nói ai ăn xin? Làm ơn tránh đường giùm cái. Tiết học ballet của mình sắp bắt đầu rồi. Nhà Đan Ghi phải làm sao đây? Tại sao tiệm bánh lại không được mở cửa chứ? Cho dù có đang bị kiểm tra đi chăng nữa thì mình vẫn phải bán hàng mà. Tiệm mình không thể bán hàng cho đến khi có kết quả chính thức. Xin lỗi đã làm phiền. Tôi đến từ ban quản lý an toàn thực phẩm. Xin chào, anh cần hỗ trợ gì vậy? Không chỉ kiểm tra một hai hạng mục thôi đâu, chắc sẽ tốn thời gian đây. Trong tiệm có lông mèo. Chưa gì mà đã thấy lông của thú nuôi rồi. Chú gì ơi, cái này không phải là lỗi của họ đâu. Đó là lông mèo của con mèo nhà con, nó tên là Nurongji. Nó rất là sạch sẽ. Với kết quả này, cửa hàng anh chị có thể sẽ bị đình chỉ kinh doanh trong vài tháng. Có tiệm bánh mì kẹp thịt mới mở trước cổng trường, có ai muốn đi với mình không? Cảm ơn bạn nha, nhưng mà hôm nay mình không có hứng. Tụi mình cũng vậy, không muốn đi đâu. Trang chủ của ban quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm là gì ta? Sao tới giờ vẫn chưa có kết quả nữa?
Minchi à, mẹ mang đồ ăn nhẹ cho con nè. Ủa? À, tìm thấy rồi nè. Chơi một chút rồi nhớ làm bài tập nha con. Con biết rồi, lát nữa con làm. Ơ, à, đây là cái gì? Sao lại có thể như vậy chứ? Dạ nghe. Hả, anh là Minchi hả? Đừng cứ giật mình nha. Kẻ tố cáo là người ở trong lớp mình. Ờ, bạn nói cái gì vậy Minchi? Mình đã biết kẻ tố cáo tìm bánh nhà đăng kia là ai rồi. Bạn nói sao? Rốt cuộc là ai hả? Lý ơi thôi. Ê Lý anh Huy. Lý anh Huy có ở đây không? Nè Kim Nuri, bạn cũng ở đây hả? Có thấy Lý anh Huy đâu không? Hôm nay bạn ấy không có tới đây học. Nhưng hồi nãy mình thấy bạn ấy ở gần tiệm bánh thì phải. Chắc vậy. À, có thật không? Cảm ơn nha. À, cái đồ hai mặt đáng ghét này. Yeah. Lý Anh Huy, bạn đúng là đồ xấu xa. Sao bạn có thể làm như vậy chứ? Chadu à, sao tự nhiên bạn tức giận quá vậy? Người tố cáo tiệm bánh nhà bạn chính là bạn ấy đó. Chuyện này thì mình biết rồi. Bạn biết rồi sao? Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Sao chú lại tới đây nữa? Chú ơi, chú đang cầm trên tay cái gì? Cái này bị dính bụi quá. Ủa, đó là miệng cửa hàng gương mẫu mà chú. Coi coi, để ở đây đủ trang trọng rồi chứ. Không phải chỗ đó, phải để ở chỗ nào dễ nhìn thấy hơn đi. Kim Nuri, bạn đúng là đồ xấu xa. Chờ một chút, mình đang lo lắng cái gì vậy chứ? Ha ha, đúng rồi ha. Kim Nuri, bạn nên cảm ơn mình về điều này á. Bạn không biết gì về tiệm bánh của nhà Danji đúng không? Vậy thì mình sẽ cho bạn thấy bánh nhà bạn ấy có những gì. Độ tươi của nguyên liệu đạt chuẩn, tình trạng lò nướng, dụng cụ làm bánh sạch sẽ, tình trạng vệ sinh bàn ăn tuân thủ quy trình của người làm bánh. Trong 12 hạng mục được báo cáo thì tất cả đều đạt tiêu chí xuất sắc. À, tôi xin lỗi vì chuyện lông mèo, lần sau tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Điều đó là đương nhiên rồi. Bạn đã tố cáo rất nhiều hạng mục đó. Nhiều đó thì có gì đâu. Nếu mình không báo lên thì cửa hàng tốt như vậy sẽ bị đóng cửa cho coi. Chờ chút đã, mấy bạn đang nói cái gì vậy? Tức là anh Huy cố tình tố cáo vì muốn bêu xấu tiệm bánh nhà Danji nhất. Bạn ồn ào quá đi. Danji à, mau nhận đơn hàng của mình đi. Đơn đặt hàng gì chứ? Cuối tuần này mình sẽ tổ chức một bữa tiệc ngủ tại nhà, nên mình sẽ cần rất nhiều bánh, có càng nhiều càng tốt. Vậy sao? Nhưng mà không phải bạn chỉ quen ăn bánh ở các tiệm bánh cao cấp thôi sao? Bạn ấy nói đúng. Có gì đâu, người tiêu dùng thì hay thay đổi bất thường mà. Với lại mình chỉ muốn mua bánh ở tiệm sạch sẽ nhất trong khu chúng ta thôi. Như vậy cũng không được nữa hả? Nếu như vậy mình phải cảm ơn bạn rồi. Nè cho đưa, bạn cầm đi. Gì vậy, bạn cho mình sao? Làm gì có. Bạn chuyển cho Minchi giùm mình á. Nhưng mà mình biết rồi nha, phải cho mình thêm một cái để hối lộ đi. Bạn đang nói gì vậy? Có phải bạn thích Danji có đúng không? Bạn đang nói gì vậy? Sao mình có thể thích bạn ấy chứ? Yeah, chưa bao giờ mình thấy bạn đỏ mặt như vậy hết đó. Mình không muốn nghe bạn nói nhảm nữa. Mình đi tới lớp ba lê đây. Mình biết hôm nay bạn đã nghỉ tập ba lê nha. Thư mời này mình cũng cần thêm một cái nữa. Bạn đừng có lo, mình sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Bạn đã nghỉ rồi thì đừng có tới lớp ba lê nữa, cứ ở đây chơi đi. Chúc may mắn nha. Ôi trời đất ơi, làm mình hết hồn mà. Anh Huy, bạn có sao không vậy? Vậy nha, hẹn gặp lại sau. Ah!
không sợ, mình không sợ, không gì làm mình sợ được hết. Là hai em làm chứ có phải con đâu. Con chỉ đang cố gắng pha màu cho hai đứa thôi. Tụi nó đang cần màu tím để vẽ cầu vồng mà. Có điều con thử hoài nhưng không có ra được đúng chuẩn màu tím, cho nên con mới xin mẹ tiền để mua màu vẽ mới chứ bộ. Thôi đi, tím cái gì mà tím hả? Con là chị lớn thì phải coi chừng hai em chứ. Mẹ mới vô nhà tắm có chút xíu mà các con đã làm loạn lên vậy hả? Con ghét mẹ luôn, ghét còn nhiều hơn hôm qua nữa. Con mới nói gì hả? Rồi Shadow, con hãy mau giúp hai em tắm rửa cho sạch sẽ hết màu vẽ trên người đi. À khoan đã, tắm cho con mèo này luôn đi. Trời ơi, lưng của mình đau quá đi. Mẹ ơi, tất cả đã sạch sẽ hết rồi, con nghỉ mệt đây. Hả? Sạch cái gì mà sạch hả? Trên tường vẫn còn chưa lau hết kìa. Con không thích. Tại sao con phải là người lau dọn chứ? Đừng có mà lem bem nữa. Làm theo lời mẹ nói đi. Chị ơi, có cần em làm phụ không? Đừng có hỏi nữa. Em muốn phụ thì cứ phụ thôi. Con không cần phụ. Con mới tắm xong, coi chừng lại bị dính màu nữa bây giờ. Hai đứa cứ tránh ra đi. Như vậy là đã phụ chị rồi đó. Thấy tôi mặc vậy có đẹp không? Nhìn như hề vậy trời. Không được đâu, anh không thể làm vậy được, sẽ bị ghét đó. Vậy phải làm sao? Còn làm gì nữa? Làm với tôi nè. Hả? Không thấy Barbie sao? Rốt cuộc con coi chừng em cái kiểu gì vậy hả? Con bận mà. Mẹ đã kêu con lau màu dính trên tường và sàn nhà còn gì. Con mau đi tìm em về đây cho mẹ. Baby ơi, em ở đâu? Chị đang làm cái gì vậy? Đang tìm dấu vết. Có phát hiện rồi đây. Chơi sân ghi, sao em ra ngoài mà không nói với chị vậy hả? Thằng bé hư hỏng này. Baby ơi, em đâu rồi? Baby ơi. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng tụi con không tìm được em. Ơi, thiệt là nhẹ nhõm. Nè, chơi sân ghi, sao em có thể ngủ như vậy hả? Để em ngủ đi. Lạ quá à, chưa bao giờ thấy mẹ như vậy luôn. Baby đi lạc rồi, công việc của anh quan trọng hơn con trai hả? Anh mau về nhà cho em. Cho dù là sự kiện một tặng một kết thúc thì cũng không thấy mẹ phản ứng như vậy. Nếu như mình biến mất thì mẹ có như vậy không ta? Hãy chạy nhanh lên. Mẹ ơi, mẹ với Barbie đang ở đây chờ con nè. Dạ, con đến liền đây. Mừng ngày đó Barbie sinh ra đời, hãy hát vang lời chúc mừng. Như vậy là không được công bằng nha. Hồi sinh nhật con chỉ được ăn một tô mì tương đen à. Thật vậy sao? Mẹ không nhớ nữa. Hả? Tôm chiên ngon quá đi. Shadow nè, con đi lấy giùm mẹ chút nước đi ha. Em ăn xong cần phải uống nước liền đó. Em hơi thiền vậy á, ít ra cũng phải để Shadow ăn cái đã. Ba là nhất.
cũng được. Vậy anh đi lấy giùm con bé đi. Con còn làm cái gì vậy Shadow? Mẹ kêu con đi lấy nước kìa. Mau đứng dậy đi lấy đi, nhanh lên. Ba ơi ba. Ngon thiệt á. Cái này là của em. Chị ơi, chị mua giùm em kẹo bông gòn nha. Chị ơi, em muốn bông bông. Chị không phải là người hầu của hai đứa. Nếu có mua gì, cũng phải nhớ lấy tiền thối đó. Mẹ đúng là không công bằng chút nào. Mình có phải là người giúp việc đâu chứ. Biết vậy thà mình ở nhà chơi với Nuronchi còn vui hơn. Chán quá. Shadow ơi, Minchi à, gặp được bạn ở đây thiệt là vui quá đi. Đúng là bạn thân với nhau có khác, bạn cũng bị đối xử bất công y chang mình luôn. Mình cứ tưởng nhà bạn phải khác nhà mình chứ. Nhưng mà sao bạn lại cầm cái can lớn quá vậy? Tính ra thì Minchi ơi, em nói đi vệ sinh một chút rồi về mà. Sao còn đứng đây làm gì vậy? Dạ thật ra là... Dạ em chào hai anh. Em có sao không? Em muốn làm gì em cứ nói, tụi anh sẽ làm cho. Đúng đó, công chúa nhỏ của anh. Thôi đi, chuyện lấy nước dễ như vậy em cũng có thể tự đi lấy được mà. Coi kìa, dễ thương quá đi. Công chúa nhỏ của tụi anh. Hai anh thôi đi, em ghét hai anh lắm. Minchi à, tụi anh xin lỗi mà. Em đừng có giận được không? Bye bye bạn nha Minchi. Tụi mình bằng tuổi nhau, nhưng bạn ấy thì như là công chúa, còn mình thì như người giúp việc trong nhà vậy. Kìa. Sao lại như vậy chứ? Mình đã mất công đi lấy nước rồi kia mà. Thật là bất công, mình vẫn là bông nít mà. Mình chỉ lớn hơn Mimi và Barbie thôi, chứ mình vẫn chỉ là đứa trẻ 10 tuổi thôi đó. Hả? Được rồi, từ giờ mình sẽ tự đi chơi cho bỏ tức. Và bán cho con một vé trẻ em. Nè, chơi Shadow, mẹ đã nói với con nhớ lấy tiền thối rồi mà. Dạ con cảm ơn. Hả? Mình có nên qua đó chơi không ta? Đã quá đây. Chạy thêm một vòng nữa. Mình không thể chơi thêm được nữa. Nhưng đúng là vui quá đi. Mẹ ơi, ba ơi, mọi người đâu rồi? Mimi ơi, ba mi ơi, mọi người bỏ mình rồi. Mẹ ơi. Cô bé ơi, con nín đi và mau ra đây nào. Cô chú sẽ giúp con tìm ba mẹ nha. Con không muốn. Dù có phải ở đây con cũng sẽ không đi tìm mẹ đâu. Con đã lỡ xài hết tiền thối rồi, nên chắc chắn mẹ con sẽ không vui. Mẹ ơi, đợi con lớn lên con sẽ trả lại tiền cho mẹ. Hay là mình bỏ qua cho con đi em. Đừng có mơ, em phải dạy nó một bài học. Giờ sao đây ta, kéo con bé ra đã. Alo, chúng tôi đang giữ bé gái tên Choi Shadow đến từ hết sức đông. Gia đình bé vui lòng đến phòng điều hành tại cổng chính để đón bé. Ôi mà sợ. Thôi được rồi. Dạ không Shadow chú. Chú cứ từ từ tìm ba mẹ con cũng được mà. Cái này miễn phí có đúng không chú? Sao hồi nãy chú không nói sớm? Cô bé này thiệt lạ, đây không phải sân chơi của con đâu. Lời cái con bé xấu tính này. Nè mấy đứa, sao tụi em lại khóc vậy? Ở đây tụi mình có rất nhiều đồ ăn vặt mà. Nhìn xem nè, ống nhòm đó có thể nhìn ra xa lắm luôn. Ủa?
và người thắng cuộc của chương trình tài năng này chính là chú ơi chú. Sao con? Theo con đoán thì con sẽ gặp được gia đình của mình sớm thôi. Và bây giờ, người thắng cuộc của chương trình hôm nay là bạn Choi Chadu, phần thưởng là chiếc máy giặt đời mới nhất. Con xin lỗi chú, nhưng mà con sẽ không nhận phần thưởng đâu ạ. À, cái gì? Vì con chỉ là một đứa trẻ đi lạc, không có người bảo hộ. Cho nên, con xin nhường lại phần thưởng này cho người kém may mắn hơn con. Không được! Trời ơi, Chadu ơi, con gái ngoan của mẹ. Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi, con gái ơi. Trời ơi, may mắn quá đi. Mẹ ơi, con đang đứng bên này nè nha. Rồi, từ giờ con sẽ không lạc ba mẹ nữa đâu. Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm. Được rồi, mọi người cười lên nè. Một, hai. Trong ngày lễ thiếu nhi năm nay, có thể con sẽ nhận được một món quà tuyệt vời. Mẹ rất có lòng tin ở con, cho nên con nhất định phải tìm ra chúng. Cuối năm ngoái ba con có tiền thưởng. Ba đã bỏ vào túi 50.000 won. Đến sinh nhật bà nội, ba con mua một gói quà đang giảm giá là 30.000 won. Như vậy ba còn giữ lại 20.000 won. Nhưng một sáng nọ, ba con lại nói là không còn đồng nào và hỏi mượn 20.000 won. Rồi sau đó không thấy ba con trả lại. Như vậy có ít nhất 50.000 won được giấu ở đâu đó trong căn nhà này rồi. Hãy tìm nó đi con. Càng gần tới ngày lễ thiếu nhi, mình và em trai, em gái càng thêm bận rộn. Mẹ ơi, lễ thiếu nhi năm nay con muốn có một robot bằng vàng. Dạ, được không mẹ? Con muốn robot bằng vàng thiệt sao? Hay là để mẹ thay thế món gì đó thiệt ngon có được không con? Ba ơi, lễ thiếu nhi năm nay con muốn có một con robot bằng vàng. Áo trời ơi, con trai bé bỏng của ba. Mẹ còn giữ tiền đó, đi hỏi mẹ đi nha con. Mẹ ơi, lễ thiếu nhi này mẹ tặng con gì vậy? Lễ thiếu nhi cái gì chứ, con có còn là thiếu nhi nữa đâu. Mệt thiệt. Ba ơi, nói với mẹ đi con. Giờ con muốn một món quà hả? Ba không có tiền, mấy đứa tìm mẹ đi. Một món quà sao? Đã nói là ba không có tiền. Mấy đứa có thôi đi không? Đúng là ba mẹ không hiểu cho cảm giác tụi mình gì hết á. Thôi đừng có trông đợi nữa. Mấy đứa sống trong cái nhà này bao nhiêu năm rồi, phải hiểu rõ điều đó chứ. Không được nhận quà mà chị cũng thấy không sao hả? Bởi vì chị đã có kế hoạch riêng rồi. Kế hoạch riêng. Anh đi làm vui vẻ nha. Cảm ơn em. Trời ơi, cái con bé này làm sao vậy? Nó còn không thèm nói lời tạm biệt với ba nó nữa. Có cái gì vậy ta? Đây chính là... Con biết ba giấu tiền riêng ở đâu đó nha. Chị ơi, có được không vậy? Chị đã nói với ba rồi, cho nên mấy đứa không cần phải lo nữa. Cứ từ từ mà chờ. Oh yeah, quang hô cha đô. Chị có thể chắc chắn với mấy đứa là sẽ nhận được quà vào lễ thiếu nhi. Oh yeah, thôi hợp hay vậy chứ. Quang hô cha đô. Nhưng mà mấy đứa phải nhớ là không được nói bất cứ điều gì với mẹ, có biết chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con sẽ không nói với mẹ là ba đã giấu tiền ở dưới tủ quần áo đâu. Nhưng đổi lại ba phải mua ba món quà cho ba chị em con. Riêng quà của con thì phải đặc biệt hơn nha ba. Cái con bé này nó dám ra điều kiện với mình. Hả? Anh yêu, mau đưa tiền đây. Không được, không được. Không được rồi, mình phải mang nó đi giấu chỗ khác thôi. Gì kỳ vậy? Gói tiền mình giấu ở đây đâu mất tiêu rồi, sao không thấy nữa? Cha Đu ơi, tiền của ba mất hết rồi. Ba cũng không biết ai đã lấy nó, nhưng giờ ba không còn tiền mua quà cho mấy đứa nữa. Ba muốn đấu tới cùng sao? Ba không thể nói như vậy đâu. Con biết tiền đã được giấu ở đằng sau ngăn kéo. Tại sao con bé lại phát hiện ra được chuyện này chứ? Được rồi, lấy ra đổ chỗ thôi. Tại sao lại không có chứ? Cũng không có luôn, không có, bị mất rồi. Mình đã cố gắng hết sức để có thể giữ được tiền, vậy ba nỡ lòng nào? Ba ơi, ba có tìm thấy không? Ba không thấy, mất hết trơn rồi. Tất cả số tiền ba giấu đều đã biến mất rồi, lục tung khắp nơi cũng không thấy luôn. Ba nói tất cả đều biến mất có nghĩa là sao chứ? Trời cha Đu, con nói thiệt đi, con nói chuyện này cho mẹ con biết không vậy? Tại sao con phải làm chuyện đó chứ? Nếu như ba không có tiền thì con cũng không có quà luôn mà. Vậy có thể là ai? Ai đã lấy tiền của ba? Là ai mới được chứ? Ba đừng có từ bỏ như vậy. Không phải là ba vẫn còn chỗ giấu tiền khác nữa hay sao? Con chắc chắn chỗ đó rất an toàn. Bởi vì chỉ có mình ba mới có thể tới chỗ đó thôi. Đúng rồi hả? Con bé này khai mau, làm sao con biết được chỗ đó? Cái đó không phải là trọng điểm. Điều quan trọng là ba hãy mau đi kiểm tra chỗ bí mật cuối cùng đó đi. Ngày mai là lễ thiếu nhi rồi, chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Thì ba biết rồi. Nhưng mà để có thể đến được chỗ đó, ba cần có sự hợp tác của con. Bởi vì chúng ta phải lần theo những con số đánh dấu vị trí. Chúng ở đâu hả ba? Nè, làm gì mà lâu quá vậy? Nhanh nhanh chút đi. Chị mà hối nữa là nó không có ra đâu. Sao thằng bé lại mắc chứng táo bón vào lúc này chứ? Ba lấy được rồi. Anh ba xã đi đâu về vậy? Em đi chợ thôi. Sao nhìn anh sợ vậy? Không, không có gì. Cha Đu à, ba ra ngoài đi dạo chút xíu nha. Dạ, ba đi đi. Sao hai cha con nhìn hào hứng quá vậy? Chiều dọc là 20 và chiều ngang là 47 bước chân. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Ngay chỗ này. Nó mất rồi. Tất cả đều biến mất rồi. Có thể là ai chứ? Là ai vậy hả? Ôi trời ơi, cả nhà cùng ăn cơm thôi. Sao vậy? Hôm nay là ngày lễ thiếu nhi mà, mẹ nấu rất là nhiều món ăn ngon đó. Đúng đó, chúng ta cùng ăn thôi. Ngày lễ thiếu nhi năm nay thiệt là chán quá đi. Hả? Cả nhà ăn từ từ đi nha. Mẹ đi ra cửa hàng một chút rồi mẹ sẽ về liền.
Ủa? Tại sao trong ví của mẹ lại có nhiều tiền như vậy? Và thằng bé thì ăn uống một cách vui vẻ, mặc dù không được món quà nào hết. Có khi nào là... Như vậy có ít nhất 50.000 won được giấu ở đâu đó trong căn nhà này rồi. Hãy tìm chúng đi. Hãy đưa cái này cho ba. Mẹ, làm gì mà lâu quá vậy? Nhanh nhanh chút đi. Chị mà hối nữa là nó không có ra đâu. Barbie của mẹ, ngày lễ thiếu nhi năm nay là ngày lễ thiếu nhi cực kỳ đặc biệt của hai mẹ con mình mà đúng không? Đây là món quà mẹ đã hứa tặng cho con. Mẹ thật là tuyệt vời, từ giờ con chỉ nghe lời của một mình mẹ mà thôi. Ôi trời ơi, con trai yêu quý của mẹ, con đúng là đứa bé tuyệt vời nhất. Mẹ ơi! Ôi trời, đã 7 giờ rồi sao? Thôi được rồi, thôi được rồi. Để coi. Nhân ái vô hình, tôi sẽ bảo vệ hòa bình cho thế giới. Mẹ mình là người ngoài hành tinh. Jen à, đã nói bạn phải cẩn thận, anh ta rất nguy hiểm đó. Tom, làm ơn đừng nói những điều như vậy nữa có được không? Mình sẽ chứng minh cho bạn thấy. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Tom, hãy cứu mình với. Không còn sự lựa chọn nào khác. Ta nhân danh sự hòa bình và tình yêu biến hình. Tom, mình thật xin lỗi vì mình đã không tin tưởng vào bạn. Không sao đâu Jen, nhưng mà bạn hãy luôn ghi nhớ thật kỹ, người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta, bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Tôi là siêu nhân nhân ái. Ai vậy hả? Ta sẽ không tha cho đâu. Chính là tôi, mẹ của bạn đây. Bạn làm ơn về phòng làm bài tập mau lên. Nhưng tại sao mẹ chỉ la có một mình con thôi vậy? Cả Barbie và Mimi cũng đều... Đâu mất tiêu rồi? Bây giờ con có chịu về phòng làm bài tập chưa? Con là chị lớn của các em, vì vậy nên làm một tấm gương tốt mới đúng chứ. Người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta, bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Đúng vậy, mình nhất định phải nhìn ra được ai là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh hả? À, phải rồi, mình đã nhớ ra rồi. Nó ở đây.
qua nhà mình chơi. Mình nhớ là có một mẫu chuyện về người ngoài hành tinh ở trong đây mà. Đây rồi. Không giống với người bình thường, người ngoài hành tinh có những khả năng rất là đặc biệt. Và trong số những khả năng đặc biệt đó chính là họ có thể ẩn mình trong một hình dáng rất rõ ràng. Nếu như người ngoài hành tinh ẩn mình trong một hình dáng rõ ràng thì... thì ra là như vậy. Mình biết có một người giống như mô tả này. Được rồi các em, chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nào. Nếu nghĩ tới việc đó thì Minji là người rất đáng ngờ trong hình dạng một cô bé học sinh tiểu học. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Những khi các bạn khác đang chơi đùa thì Minji luôn có mặt. Cả lớp hãy nghe đây, trong đợt kiểm tra cuối kỳ này bạn Minji lại được điểm cao nhất. Hãy chúc mừng nào. Và bạn ấy luôn luôn học giỏi nhất ở trong lớp, lại còn luôn đứng đầu lớp piano nữa. Môn vẽ cũng giỏi, bạn ấy giỏi mọi thứ. Sau khi nghĩ lại mọi chuyện thì Minji thật sự rất đáng ngờ. Shadow à. Hả? Bạn có muốn ăn bánh gạo cay không? Hôm nay mình sẽ mời bạn nha. Sao bạn ấy lại đề nghị mời mình ăn bánh gạo chứ? Hả? Không lẽ bạn ấy biết mình đang nghi ngờ về bạn ấy rồi sao? Nếu vậy mình phải kiểm tra mới được. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Shadow à, bạn làm cái gì vậy? Sao bạn không tránh đi chứ? Sao chứ, bạn đổ nước bất ngờ thì làm sao mà mình tránh được? Nếu như bạn là người ngoài hành tinh thì chắc chắn là bạn phải tránh được. Hả? Người ngoài hành tinh. Thì ra là gì? Bạn nghĩ mình là người ngoài hành tinh hay sao chứ? Đúng vậy đó, bởi vì bạn giỏi tất cả mọi thứ mà. Shadow à, nhưng bạn giỏi các môn thể thao hơn mình rất nhiều mà. Người ngoài hành tinh rất là khỏe mạnh, nhưng mình thì lại yếu ớt hơn bạn rất là nhiều. Ha, đúng như vậy ha. Minji à, cho mình xin lỗi. Do mình háo hức tìm người ngoài hành tinh quá. Vậy bạn có tiếp tục tìm hay không? Đương nhiên rồi, nhất định mình sẽ tìm ra được một người. Chị ơi, ra ngoài ăn khoai lang đi chị. Nhưng mà chị mới ăn bánh gạo cay rồi, không ăn đâu. Nếu vậy em ăn luôn phần của chị á, thiệt là hay quá đi. Tuy nhìn Mimi nhỏ bé như vậy nhưng mà Mimi rất là ham ăn. Hả? Đúng rồi, chính là Mimi. Điều đầu tiên, Mimi thật sự quá xinh đẹp để mà làm em gái thiệt của mình. Từ khi Mimi còn nhỏ xíu đã được rất nhiều người khen vì gương mặt xinh xắn của em ấy và được tất cả mọi người yêu mến. Nhìn cách em ấy ăn kìa, không người bình thường nào có thể ăn như vậy được. Được rồi, vậy thì mình sẽ thử kiểm tra xem. Cá thu mực và tất cả các hải sản tươi sống đều sẽ được giảm giá. Thôi không vậy, giảm giá nữa hả? Giờ là cơ hội của mình. Trời ơi, cứ Mimi à. Tại sao em không chịu né đi? Chị ơi, sao chị làm vậy? Chị xin lỗi, vì chị nghĩ em né được. Đừng đợi, em sẽ mét mẹ cho chị coi. Chị năn nỉ em đó Mimi à, em đừng có mét mẹ mà. Chị hứa sẽ làm bất cứ thứ gì mà em muốn ha, có được không? Chị nói thiệt không? Vậy chị làm hết cho em đi. Thật sự là em không biết làm bài tập này hả? Vậy chị không chịu làm chứ gì? Được thôi. Mẹ ơi, chị sẽ làm liền mà. Chỉ cần một phút là xong ngay thôi. Đúng rồi, Mimi ngốc nghếch như vậy làm sao là người ngoài hành tinh được chứ. Mẹ về rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Các con à, bữa tối ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn cá thu chiên nha các con. Mẹ đã mua rất nhiều cá và hải sản nè. Chúng ta sẽ không phải lo về thức ăn trong vài ngày tới nữa rồi. Sao mẹ lại có thể khỏe như vậy được chứ? Đúng, mẹ thật sự rất là đáng ngờ.
sức mạnh siêu nhiên. Mẹ thật sự nhanh kinh khủng luôn. Những thứ mà người khác không chú ý tới thì mẹ có một cặp mắt sắc bén và sức mạnh phi thường để mang chúng về nhà. Ôi trời ơi, hết sạch rồi. Và có một bao tử tốt tới nỗi không thể tin được. Mình nhất định cần phải kiểm tra. Con đang tính làm gì mẹ vậy? Không sai, mẹ chính là người ngoài hành tinh rồi. Con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Mau về phòng làm bài tập ngay đi. Mẹ ơi, không phải người ngoài hành tinh. Ngươi hãy mau hiện con người thật của ngươi ra đi. Hả? Con vừa mới nói cái gì đó cha đu. Mình đã đánh mình một trận luôn. Đúng vậy, mẹ bạn thật sự rất nhanh nhẹn khi làm những việc ở trong nhà. Và đối với mình thì bác ấy thật sự là một người rất là khỏe mạnh đó. Thiệt hả? Mình nghĩ những người mẹ trên thế giới này đều có một sức mạnh siêu nhiên giống như người ngoài hành tinh vậy. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Con đã nói chuyện điện thoại nãy giờ bao lâu rồi hả? Đi ngủ mau lên. Thôi mình đi ngủ đây Minchi à. Mẹ mình nổi giận rồi. Ngủ ngon nha Minchi. Tạm biệt. Hẹn ngày mai gặp lại. Mình đã hiểu rồi. Người ngoài hành tinh chỉ xuất hiện ở trên TV mà thôi. Yeah.